miệng cứ cười nghiệp cứ trả phước cứ làm đạo cứ tù hôm nay chúng tôi giảng bài pháp có bốn điều thứ nhất là gì miệng ta cứ cười nghiệp ta cứ trả phước ta cứ làm và đạo ta cứ tù đó là nội dung của bài pháp hôm nay có gì mà mình phải buồn rầu sân si? Đức Phật ngày dạy chúng ta bốn cái chân lý bốn cái sự thật trong đó khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế khổ đế chúng ta biết rồi tập đế là nguyên nhân sinh ra sự khổ đó là gì tham ái mong cầu hãy tham nhiều thì khổ nhiều đó chúng ta cứ nhớ đơn giản một cái nguyên nhân sinh ra sự khổ của chúng sanh đó là gì tham ái Đau khổ vì nỗi mong cầu Cầu mà không được Nỗi sầu lại tăng Đó, Thấy ghê chưa Đầu tiên là mình khổ vì cái sự mong cầu Tự nhiên à Tự nhiên mình mong cầu Tha mà Rồi cái mình mong cầu Được không nói chi Mà không được cái, cái nỗi sầu nó lại Lại tăng Mình thấy mình à, Vô minh mà nghịch lý dữ lắm Tại sao chúng tôi nói như vậy Chúng tôi nói có sách nó có chứng Đầu tiên là mình không có Đúng không nè Cái mình mong cầu Mình mong cầu cho có Rồi chính vì cái tham của mình đó, Mình mong cầu cho có Rồi mình lại muốn có Có thêm Mà hễ mà nó mất Hoặc là nó không được Là cái nỗi sầu lại tăng lên Chúng tôi nói có sách nó có chứng Chứ không phải là nói khơi khơi chúng tôi xin kể một câu chuyện để cho quý vị thấy được á đau khổ vì nỗi mong cầu cầu mà không được nỗi sầu lại tăng cái khổ của cái không có rồi cái khổ của cái có mà bị mất đó để chúng tôi nói cho quý vị nghe mình khổ không à vì vậy á chúng tôi kể câu chuyện này để quý vị nhận định nghe tự mình nhận định hôm nay quý vị nghe pháp với chúng tôi là phải có cái sự uh, giao lưu à, chúng tôi nói là quý vị phải cảm nhận để chúng ta có thể là chấp nhận những cái điều chúng tôi nói hay không Bây giờ tôi đang nói cái điều gì nè Đau khổ gì nói mong cầu Mà cầu mà không được nói sầu lại tăng Đầu tiên mình không có Cái mình mong cầu mình có cái khổ thứ nhất Khi mình có rồi Nó mất Mình lại xuất hiện cái khổ thứ hai Để nói câu chuyện này quý vị mới thấy được cái khổ của chúng ta Khổ một và khổ hai Chúng ta có cái khổ ba nữa Hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị là chúng sanh nó có ba cái khổ Bây giờ mình nghe trước cái cái khổ 1, khổ 2 Rồi chúng ta sẽ bắt đầu biết được cái khổ 3 Cái khổ thứ nhất là gì? Là không có muốn cho có à, Đau khổ gì nổi mong cầu, đúng không nè? Cầu mà không được thì nổi sầu lại, lại tặc Thế câu chuyện chúng tôi muốn kể với quý vị này là một cái buổi sáng sớm Có một cái đứa bé Lắng nghe nghe nó ngồi bên lề đường nó khóc thì một người thanh niên tốt bụng á một người thanh niên tốt bụng mới đi ngang mới nhìn thấy đứa bé khóc tội cho nên mới lại hỏi tại sao còn khóc thì đứa bé mới trả lời sao quý vị biết không nói hồi sáng á mẹ con cho con một đồng ăn quà con mãi mê chơi đánh rơi mất bây giờ con tiếc con buồn con ngồi con còn khóc nghe cho kỹ nghe nó khóc người thanh niên tốt bụng mới nói thôi con nín đi đừng có khóc nữa chú sẽ cho con một đồng thì người thanh niên tốt bụng nó mới lấy một đồng trong túi ra mới trao cho đứa bé thì khi đứa bé cầm một đồng trong tay thay vì nó nín đằng này nó khóc lớn hơn nữa à cái chỗ này nè trong này mới quan trọng thì người thanh niên rất là ngạc nhiên đúng không mình cũng ngạc nhiên chứ mất một đồng buồn khóc bây giờ cho một đồng là phải tính theo định lực là là, là cộng trừ không nè mà lần này nó khóc lớn hơn nữa thì người thanh niên mới ngạc nhiên mới hỏi ủa con mất một đồng con buồn con khóc bây giờ chú cho con một đồng rồi thì con phải tính chứ làm sao con khóc lớn hơn nữa nó trả lời sao quý vị biết không nó nói phải chi hồi sáng đừng mất một đồng bây giờ con có hai đồng rồi hiểu gì không mà cười hiểu không như vậy thì thấy cái lòng tham con người mà nó tăng lên đúng không như vậy thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị nó có hai cái khổ cái khổ thứ nhất á là cái khổ của cái không có cái khổ thứ hai là cái khổ của khi có rồi mà bị mất như đứa bé vậy đó và cái khổ thứ ba là cái khổ không biết từ đâu mình bị lệ thuộc vào cái có và không có à, nghe cho chỗ này là hay lắm như vậy thì nó có ba cái khổ nghe bài giảng hôm nay là bài giảng cuối năm mà có nhiều mình nói hết à, tổng kết mà hôm nay bài giảng cuối năm là tất niên tổng kết luôn không biết chúng tôi xui hay hên nữa Mà trúng ngay cái ngày bài giảng cuối năm Hay giờ giảng đầu năm <laughs> Nó mở hàng thì nó vui Còn bây giờ giống như là hút hủ chót vậy đó Thì bây giờ quý vị biết không Hôm nay là quý vị phải ráng cố gắng mà lắng nghe à, Nghe cái bài này là cũng như là bài giảng cuối năm Hút hủ chót Làm gì làm cũng năm 2022 là cuối cùng rồi Muốn nghe nữa thì phải qua năm 2020 Bà Thì cái khổ thứ nhất á được gọi là khổ khổ là mình tạm gọi là cái khổ của cái không có, ý nói cái người nghèo, người thiếu phước sanh ra là một bầu trời u ám, lớn lên trong cơ cực, khó khăn, thiếu thốn, làm ăn thì thất bại. Rồi mọi mặt xung quanh mình toàn là màu xám không, cuộc đời của mình không có gì là là may mắn hạnh phúc hết. Thì cái này chúng tôi tạm gọi là khổ khổ Nghe cho kỹ nghe Cái người đó đó Cái người mà kém phước đang trả nghiệp đó Bệnh hoạn ốm đau tiền bạc thì không có Cơm nước thì chạy hàng bữa Thiếu ăn thiếu mặt dai nợ lung tung Nói chung là một cái hình ảnh là một cái người là kém phước Mà chúng tôi tạm gọi là khổ khổ Quý vị tập trung lắng nghe đi nó hay lắm Cái này để mình nhận thức mà Thứ hai là gì Thứ hai là nói đến cái hoại khổ là chúng tôi muốn nói đến cái người mà họ có phước Sanh ra là con nhà giàu học giỏi đẹp trai Lớn lên có vợ có chồng làm ăn thì thành đạt Của tiền thì không thiếu Vân vân và vân vân Nói chung là một màu xanh hy vọng Một màu hồng trước mặt Nhưng mà khổ một nỗi thế gian này Đức Phật Ngài nói là vô thường Cái màu hồng màu xanh đó đó Nó không được bền nó chuyển màu nghĩa là sao đang vào cái tự nhiên bỗng phá sạc nghe cho kỹ nghe đang khỏe cái tự nhiên đi khám phát hiện trong người có bệnh mà bệnh đặc biệt nữa bệnh ca ví dụ như vậy nan y rồi con cái đang ngoan ngoãn bỗng nhiên nó hư đi chồng mình bỗng dưng là một cái người tử tế đàng hoàng tốt hôm nay ổng sanh tật thí dụ như vậy nói chung là nó tan nát nó thay đổi nó quại đi cái màu hồng cái màu xanh bắt đầu nó chuyển sang cái màu gì màu xám và màu đen thì lúc đó nó sẽ xuất hiện một cái gì cái khổ hiểu chưa lúc đó theo cái gì cái người đó khổ không khổ tức là mình đang vui mất đi cái niềm vui đang hạnh phúc mà mất đi cái niềm hạnh phúc thì theo cái gì có khổ không khổ thì cái khổ này chúng tôi gọi là gì hoại khổ hoại đi cái khổ giống như đứa bé nó có một đồng nó mãi mê chơi đánh rơi mất thì nó mất đi một đồng đó thì nó sẽ xuất hiện cái khổ nó ngồi nó khóc hiểu chưa thì cái đó gọi là hoại hoại khổ ở đây có ai có chưa mình đang có niềm vui mình đang có hạnh phúc nhưng mà niềm vui hạnh phúc đó nó bị vô thường nó thay đổi nó làm cho mình xuất hiện mỗi cảm giác tâm là đau khổ thì cái này được gọi là hoại khổ hoại đi niềm vui hoại đi hạnh phúc hoại đi những cái điều mình mình đang cảm thấy hạnh phúc đó nhưng mà đứa bé nó có một đồng trong tay rồi nó mất đi nó mất đi cái một đồng đó, đó nó cảm giác cái khổ và cái khổ thứ ba là gì là cái hành khổ hành khổ ở đây không phải là hành hạ mà khổ nghe Hành ở đây chúng ta phải hiểu đó là cái pháp hành Là cái pháp hữu di Là cái pháp sanh diệt Có rồi không Đến rồi đi Còn rồi mất Sanh rồi tử Mà mình bị lệ thuộc vô cái đó Nghe cho kỹ Thí dụ Khi mình chào đời có gì không Không Lớn lên cái mình có Cái mình bị dính mắt vô đó Lệ thuộc vô đó Bây giờ cái đó nó mất đi thì nó cũng như mình tính đơn giản là nói chung là nó là bù trừ thôi thì khi mình có rồi mình ra đời cũng đâu có gì thì bây giờ mất đi thì cũng đâu có gì thay vì cái đó mình không có buồn nha đằng này mình bị bị buồn bị khổ thì cái khổ này gọi là bị lệ thuộc không biết từ đâu mình lệ thuộc vô cái chuyện này lắm hãy khen á là vui à mà chê thì buồn đúng không hãy có thì vui mà không có thì thì buồn được thì vui mà mất thì thì buồn Mà cái nguyên lý thì sao Đi vào đời với hai bàn tay trắng Lúc lìa đời thì trắng cả hai bàn Bàn tay Mà không hiểu trong cuộc sống của mình Từ khi mà cha mẹ sinh ra lớn rồi tới già tới chết á Thì mình bị quá nhiều Cái lệ thuộc vô cái việc Có và không, giàu và nghèo Đẹp và xấu, khen và chê Quý vị đồng ý với tôi cái khổ này không Đồng ý cho anh chàng vỗ tay Mình không hiểu từ đâu mà mình lại bị lệ thuộc cái đó Thì Đức Phật mới dạy chúng ta có hai cái nguyên lý Để chúng ta đến với cuộc đời này Cái nguyên lý thứ nhất mà chúng ta cần phải biết Là chúng ta phải tin rằng mọi việc Do duyên nghiệp nó hợp thành Nó đến cũng là cái duyên nghiệp Và nó đi cũng là cái duyên nghiệp Cho nên cái pháp đầu tiên chúng tôi gửi tặng quý vị đó là chúng ta phải thấu cái chữ duyên cái người mà thấu muôn duyên rồi thấu chữ duyên rồi thì không bao giờ than phiền quán trách nghe chỗ này hay thấu muôn duyên hay thấu cái chữ nghiệp duyên rồi thì có gì mà than phiền quán trách người ta giàu người ta đẹp người ta sung sướng là cái phước duyên của người ta còn mình nghèo mình khổ mình xấu xí mình gặp rõ rủi không thì cái đó là cái nghiệp duyên của của mình Rất công bằng Hiểu không nè Như vậy thì có chi mà phải buồn Vì vậy chúng ta lấy cái câu đầu tiên chúng ta nhớ Để chúng ta sống vui mà Sống là phải vui Em đệ tử Đức Phật Thì hiểu được rằng là thấu muôn duyên Không than phiền quán trách Quý vị thấy Đức Phật có than phiền quán trách không Còn mình có không Mình than dữ lắm mình là dường như ai cũng sanh ra ở quảng ninh hết trơn ở quảng ninh là cái mỏ than lớn nhất của nước đúng là than đụng là than than tới mức độ mà ta nói à. người lớn á, thường than thân trách phận đời là bể khổ nợ với nần quan gia muôn kiếp nay phải trả nếu đã vậy rồi ai hưởng đây người khổ than không nói mà người sướng cũng than không con hay có rồi cũng than không con ước được nựng cục vàng mà có con khổ mệt nợ nần màng cuộc đời sướng khổ sinh chớ than tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan phải dùng trí tuệ nhìn tổng quát nhân quả thông suốt Tâm an à nhà Như vậy thì Cái bước đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị Để chúng ta có một cái gì miệng ta cứ cười Nghe cho kỹ Cuộc sống này mình, chuyện gì đến nó đến Mình là người hiểu Phật rồi Biết đạo không buồn chuyện trái ngang nữa Cái chuyện trái ngang nó có cái nguyên nhân của nó Chứ không phải tự nhiên Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả Điều là do nhân quả Chính mình đã tạo ra Có gì đâu mà buồn Nên đừng trách người ta tự nhìn lại mình đã nếu tâm mình buông xả hạnh phúc có đâu xà, thuận duyên thì mọi việc dễ dàng nghịch duyên đừng có mờ màng uổng công có duyên chuyện khó cũng xong không duyên chớ đợi chớ trong làm gì còn duyên thì ở đừng đi hết duyên chấp nhận có chi phải bù thiện thiện duyên phải giữ luôn luôn ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên đủ duyên thì cuộc sống như tiên thiếu duyên mọi thứ u phiền phủ vây tình duyên có lúc dơi đầy nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời thắng duyên là sự tuyệt vời phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai gieo duyên chân chánh chẳng sai tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu nhân duyên gieo tạo khỏi cầu tùy duyên là để đối đầu khó khăn duyên đến thì nên kết duyên hết thì nên buông tuy vuông mà tròn làm sao không tự tại dạng pháp do duyên dạng sự tùy duyên cử an nhiên mà sống bây giờ mới vỗ tay như vậy thì cuộc đời này cần phải vui tươi đó hôm nay chúng tôi phải nhớ về mấy câu này ta cứ vui mà sống đúng không miệng ta cứ cười nghiệp ta cứ trả nghe cho kỹ bây câu thứ nhất là miệng ta cứ cười Cuộc đời cần phải vui tươi Gặp nhau nên có Nụ cười trên môi Nếu không quan hỷ thì thôi Xin đừng quan trái Lưng hồi khổ đau Hiểu được vấn đề rồi Thì bây giờ mỗi ngày Nếu chọn một niềm vui Thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Cười cho cuộc sống thản nhiên để tâm thanh thản, bình yên giữa đời. Nhưng mà khổ nói mình không có được vậy, mình thì cũng mỗi ngày nếu chọn một niềm vui, mình thường thì mình chọn nụ cười tiền đâu không. Người Mình thì có cái bệnh, mỗi ngày nếu chọn một niềm vui, thì xin hãy chọn nụ cười Tiền đâu tôi mới cười à. Thấy khổ không Người ta là chọn nụ cười gì Đầu tiên Đầu tiên là tiền Tiền <laughs> Đó, Cô kia cô hiểu cô cười rồi Tức là thay vì Cái người mà có tu á Người ta hiểu vấn đề rồi Nguồn duyên do nghiệp tạo thành mà có gì phiền não để hành cái xác thân này bây giờ mình hiểu tất cả các pháp là muôn viên cái do cái nghiệp nó tạo thành rồi không có gì phiền não để mà hành cái xác thân này hết mình phiền não làm chi mình buồn khổ làm chi để mình hành cái xác thân này vì vậy là sao miệng ta cứ cứ cười đó hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị là miệng mình cứ cứ cười mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên Chứ đừng bao giờ chọn nụ cười tiền đâu Nụ cười tiền đâu thì nó cũng cười vậy Nhưng mà sau đó nó sẽ bị cái gì Sao cái nụ cười tiền đâu nó sẽ là nụ cười gì Khổ đau Câu chuyện này cho tôi kể đó Cái đứa bé đó Nó mất một đồng Được người khác cho một đồng nó cười Đằng này nó mới đâu cười đâu Nó khóc đó. Cái nụ cười đầu tiên á Cười cho cuộc sống thản nhiên Thì để tâm thanh thản bình yên giữa đời mới được còn cái nụ cười tiền đâu <cười> cái tâm nó không có thanh thản bình yên giữa đời được đâu quý vị cứ thấy với những người họ giàu đi những người họ giàu theo quý vị thì, 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 thì họ 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 có cười không không cười hả họ cũng cười họ cười mà họ cười nụ cười tiền tiền đâu nhà giàu họ ham việt họ làm ra tiền đó tức là ngày nào họ cũng làm ra tiền được họ nên họ ham việc lắm mà họ cứ họ cứ mãi cái nụ cười tiền đâu nhưng mà rồi cái, cái nụ cười đó nó không có bền một ngày nào đó cái khổ thứ hai nó xuất hiện hồi nãy chúng tôi nói có hai ba cái khổ cái khổ thứ hai là cái hoại khổ người ta nói ngẫm trong muôn sự ở đời Trăm năm rồi cũng xa rời thế gian Sắc kia dù đẹp vẫn tàn Giàu sang rồi cũng như làng khói xương Duyên tình sẽ nhớ sẽ thương Sướng vui rồi cũng đoạn trường chia ly Âu sầu than khóc mà chi Được rồi lại mất có gì dám dương An nhiên một kiếp vô thường thảnh thơi tà bước an bình cõi tâm